Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái chương trình Aerobe khá là uy tín và chất lượng đến từ sàn Winstack. Các bạn sẽ nhận được 3.000 token có ký hiệu là Win khi mà các bạn đăng ký và xác minh tài khoản thành công nhé. Ở đây nếu không các bạn không xác minh tài khoản thì các bạn sẽ nhận được 1.500 token Win, và các bạn có thể rút về ví MyEtherWallet của các bạn hoặc là ví hỗ trợ công nghệ RC20. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn đăng ký này. Các bạn điền username của các bạn vào, email, quốc gia. Các bạn chọn Việt Nam cho mình và các bạn nhập mật khẩu. Các bạn nhập lại mật khẩu. Sau đấy các bạn tích vào I am not robot. Sau đây các bạn tích vào Winstack, điều khoản của nó, và ấn option thì nó sẽ gửi email về cho chúng ta để chúng ta có thể xác nhận. Cái email nó sẽ có cái dạng như thế này. Đây. Các bạn ấn vào đây để có thể active cái tài khoản của mình và có thể đăng nhập vào luôn nhé. Ở đây thì các bạn, mình đã đăng nhập vào và mình nhận được 1.500 token, các bạn có thể thấy đấy. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác minh nhé. Các bạn vào phần profile và các bạn ấn vào phần profile vacation này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải điền đơn giản thôi, các bạn điền thông tin này, first name, last name, địa chỉ của các bạn này. Và các bạn lưu ý là địa chỉ là trùng với cái tài liệu của chúng ta nhé. Có thể là passport hoặc là chứng minh nhân dân. Nếu mà passport thì là mặt bìa này và mặt thông tin này và một tấm ảnh selfie bao gồm hộ chiếu cũng như là một tờ giấy có ghi chữ Winstack 2010 và năm này. Ok, các bạn upload lên. Các bạn ấn vào phần chọn tệp, sau đấy các bạn upload lên nhá. Đấy, thì nó sẽ xét duyệt cho bạn trong vòng 24 đến 48 giờ thì nó sẽ duyệt và cộng cái token cho chúng ta. Đấy. Rất là đơn giản như vậy thôi. Đây là một cái sàn mà đây là một cái token có thể nói là khá là tiềm năng, mặc dù cái token này chưa được list nha các bạn. Và cái số lượng các bạn có thể thấy này, số lượng USD đây chỉ là số lượng tượng trưng thôi nhá. Hy vọng là nó sẽ đạt được cái giá trị này và có thể tăng trưởng mạnh để chúng ta có thể kiếm được tiền, kiếm được Bitcoin, kiếm được ETH cũng như là quy đổi sang được những cái đồng tiền khác. Đấy. Ngoài ra thì các bạn sẽ copy cái đường link giới thiệu và mời bạn bè cũng như là những người đăng ký khác để các bạn có thể nhận được cái thêm số lượng Win token này nhé. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc và không hiểu thì các bạn có thể comment ở phần video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Các bạn lưu ý một chút này, ở cái phần email ấy thì có thể nó sẽ gửi mail lâu, và các bạn nhiều khi nó sẽ về ở trong phần thư rác ấy, các bạn kiểm tra check kỹ ở các phần ấy nhá. Ở đây thì mình đăng ký khoảng tầm mất 8 tiếng thì cái email nó mới về cơ. Đấy, thế nên là nếu như bạn nào mà không nhận được mail thì các bạn kiên nhẫn chờ đợi nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.